Fed căng mình chống lạm phát nhưng khi giá dầu giảm một nửa, nền kinh tế lớn nhất thế giới lại lo nghe ngáy. So với đỉnh hồi năm ngoái, giá dầu diesel ở Mỹ đã giảm 50%. Tuy nhiên, điều này lại báo hiệu những điều tồi tệ có thể đang đón chờ nền kinh tế lớn nhất thế giới. Suy thoái vận tải đang là vấn đề với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thực tế, việc vận chuyển hàng hóa trên toàn nước Mỹ đang chậm lại, góp phần vào đà giảm một nửa của giá dầu diesel. Khi có ít nhu cầu vận tải hàng hóa hơn, người ta lo ngại một phần của kinh tế Mỹ đang bắt đầu chậm lại. Cụ thể, dầu diesel bán buôn gần đây giảm xuống chỉ còn 2,65 đô la Mỹ một gallon ở cảng New York, giảm từ 5,34 đô la Mỹ của tháng 5 năm ngoái. Vào thời điểm đó, giá dầu quá đắt khiến hàng loạt chi phí vận tải, vận hành máy móc xây dựng, trang thiết bị ở trang trại, cảng biển hay nhà máy đều tăng phi mã. Điều này khiến ngành sản xuất, công nghiệp ngấm đòn dần và chưa thể phục hồi kịp thời. Giá dầu diesel thấp hơn giá xăng ở thời điểm hiện tại. Song song đó, việc chính sách lãi suất của Fed tác động mạnh vào nền kinh tế, sản lượng sản xuất và thương mại của Mỹ đã sụt giảm, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa ít đi và nhu cầu nhiên liệu giảm xuống. Nhu cầu với xe tải của Mỹ giảm mạnh trong tháng 3. Các tài xế hoặc cá thể điều hành vận chuyển bằng xe tải chở hàng buộc phải bán đi xe tải của mình do không thể trang trải nổi các chi phí khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa giảm. Lượng container tới Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2023 cũng giảm so với cùng kỳ 2022 và 2021. Nhập khẩu container trong 3 tháng đầu năm 2023 đã giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc vận tải hàng hóa bằng xe sơ mi rơ móc sẽ giảm xuống, dẫn tới nhu cầu với dầu diesel giảm theo. Tuần trước, Goldman Sachs Group Inc. cảnh báo rằng lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới. Trong trường hợp này, giá dầu giảm không phải một chỉ báo tốt cho kinh tế Mỹ. Thậm chí, nó còn thể hiện những áp lực to lớn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất thế giới.